Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình đang ở thư viện của trường của mình học. Thì giờ này cũng 8 giờ hơn rồi đó cả nhà, 8 giờ tối rồi đó. Thì cả nhà thấy nè, ở sau lưng mình là background nè. Đó, trời vẫn còn sáng luôn nha cả nhà. Mình đang ngồi học ở trên thư viện á. Thì cái chỗ mình học thì nó gần cái cửa kính ở ngoài cửa sổ cả nhà. Cho nên là cả nhà rất là dễ thấy cái cảnh tức cảnh sinh tình. Nói cho mình vào chủ đề chính nha, tại vì hôm nay thì giờ này mình cũng học xong cũng rảnh thì mình định làm cái video này để mà nói về cái việc mà cấp cái biến động gần đây, tại vì mình muốn thông báo cho cả nhà biết là tin tức vừa mới nóng hổi là hôm qua thì một số trường như là Flinders hay Swinburne hay là một số trường ở các bang khác đang bắt đầu là từ chối nhận sinh viên là student visa mà đang onshore, mà cái người mà đang giữ cái visa du lịch 600 á cả nhà, mà đang onshore qua đây du lịch rồi định là chuyển sang student visa 500, thì tất cả các trường và một số các trường nha cả nhà, mình chưa có biết thông tin các trường khác như thế nào, nhưng mà một số trường mà mình biết thông tin thì đã từ chối để mà nhận những cái ứng cử viên đang giữ visa 600 mà muốn chuyển đổi xin học để mà xin học tại trường đó cả nhà. Thì cái vấn đề này là mình muốn thông báo cho cả nhà biết để mà lựa cơm gắp mắm, là khi mà mình mà làm việc với agent mà họ kiểu như mà tư vấn cho các bạn về, mà khi mà gặp những trường hợp mà khó mà tư vấn qua bên Úc á, đi du lịch xong rồi chuyển thành visa 500 á, thì trong giai đoạn hiện nay thì nó không có khả thi. Nếu như lúc trước thì rất ok, lúc trước thì nếu các bạn mà đi từ Việt Nam qua đây du lịch là giữ 600, 600 xong sau đó chuyển qua 500 thì có khi là ok, nhưng mà trong giai đoạn này là trường đã viết thư để mà từ chối luôn rồi đó nghe cả nhà. Cho nên là những các bạn mà đang mong muốn để mà đi đường vòng á, thì khoan hả, trong thời gian này thì khoan hả, nộp đơn để mà học cái xin visa du học nha cả nhà. Mình đang nói chuyện rồi có người đi ngang, mình tưởng đâu là mọi người đi về hết rồi cả nhà, ai ngờ vẫn còn sinh viên học ở trên thư viện đi ngang nhìn mình quá trời. Thì hôm bữa là mình có nhận được những câu hỏi á, là hỏi mình á, là về cái việc là tính xin cái visa 600 qua đây du lịch, rồi hỏi là nếu mà xin 600 qua đây du lịch rồi chuyển qua học nghề được không. Thì cái trường hợp mà nhắc tới học nghề á, thì các bạn cũng đừng nên apply vào học nghề trong lúc này luôn, tại vì học nghề là cái trường hợp mà tỷ lệ rớt visa rất là cao hơn là cái học đại học nha cả nhà, gọi là học higher education đó, nó là từ cấp đại học trở lên tới thạc sĩ, tiến sĩ rồi cả nhà. Còn cái phần học nghề á, thì lúc trước kia là cũng thật là dễ dàng, nhưng mà từ năm 2024 này trở đi thì mọi thứ nó không như là mơ nữa. Thì cái trường hợp mà các bạn mà chuyển từ visa 600 sang diện visa nghề đó, thì mình nghĩ là cái xác suất nó đậu rất là thấp, cho nên là một số bạn là mình biết tới bây giờ vẫn đang đợi cái visa luôn, vẫn đang ở Úc và đang đợi visa, vì lỡ qua đây du lịch rồi thì nộp rồi là do agent tư vấn cho qua đây, rồi nộp cái visa 500 là học học nghề á cả nhà, rồi giờ lỡ chót đợi rồi biết sao bây giờ. Về thì nếu như mà trong trường hợp mà cái trong quá trình mà ở đây du lịch á, thì á đợi visa 500 mà trong trường hợp visa 500 không cấp á, thì tới ngày thì cũng phải về nước thôi cả nhà, chứ về nước rồi đợi cơ hội apply lại thôi, chứ bây giờ là trường hợp mà học nghề là mình không có recommend nữa. Tại vì mình thấy á, hiện tại là cái các bạn mà nộp vô học nghề trong cái năm nay này nè là toàn là rớt visa là nhiều quá cả nhà, tỷ lệ đậu rất là hiếm á, chứ không phải là mình học nghề là kiểu như nghề bếp nghề gì bây giờ ưu tiên gì nó cũng cho rớt hết đó cả nhà, tại vì chính sách nó đổi như là chóng mặt luôn. Mình hy vọng là sau khi mà cái chính sách này thay đổi á, thì sắp tới đây mà thời gian mà người ta có comment hay feedback gì với chính phủ, mà mình hy vọng là có thể là mở thoáng hơn cho du học sinh. Bây giờ du học sinh đi học còn khó, nó huống chi là các bạn đi làm rồi á, cho nên là các bạn phải chuẩn bị tâm lý nếu qua đây mà trong quá trình mà visa du lịch mà qua đây mà đợi visa du học mà chưa được á, mà các bạn cũng đi xin việc làm không được luôn, thì nó cũng là gánh nặng tài chính cho mọi người luôn, tại qua đây thì visa du lịch là không được làm, mà các bạn lại không thể xin việc làm với visa du lịch thì các bạn sẽ gọi là kẹt ở bên Úc luôn á cả nhà, đi cũng không được mà đợi thì biết đợi tới chừng nào.
chờ đợi tới lúc mà cái visa du lịch nó gần hết hạn thì phải đi về thôi, chứ không có thể nào mà kéo dài được. Các bạn vừa mất tiền, các bạn vừa không được gì hết. Cho nên là nếu những ai mà chưa có nộp á, chưa có dự định nộp visa 600 qua đây rồi nộp chuyển sang 500 á, chưa hay là mới dự định thôi á, thì cứ để đó đi, để thời gian sau coi xem sao. Còn thời gian này thì đừng có nộp gì hết về cái xin học nghề đó, và cũng đừng có nộp để xin du lịch để chuyển visa du học. Còn nếu như mọi người mà muốn đi du lịch bình thường thì cứ nộp bình thường nha. Thì mình chỉ nói là trường hợp mà các bạn muốn đi đường vòng á, đi du học nghề khó quá mà các bạn muốn xin qua đây du lịch để chuyển visa cho nó dễ á, thì cái trường hợp này là chính phủ nó cũng biết rồi. Chính phủ giờ là rất là thông minh luôn á các bạn ơi, giờ là biết mình mục đích của mình qua đây là để làm gì luôn á. Mặc dù là mình để du lịch nhưng mà chuyển sang visa 500 người ta cũng đặt dấu chấm hỏi á cả nhà. Cho nên là bây giờ mình recommend là cả nhà phải đợi thêm tin tức, và nếu muốn qua đây du học thật sự thì phải trau dồi tiếng Anh trước. Tại vì bây giờ là nếu mà cả nhà mà đợi mà không trau dồi tiếng Anh thì thời gian sắp tới mà nó nâng điểm tiếng Anh tiếp nữa là càng khó nữa là cả nhà. Thì mình chỉ có bao nhiêu để mà recommend với cả nhà thôi. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà vẫn có một số trường nó vẫn nhận cái sinh viên mà chuyển từ visa 600 nha cả nhà, với những trường hợp đặc biệt như là có cái thư giải trình và có cái là tại sao mà các bạn là đi qua đây du lịch mà muốn chuyển thành visa 500. Thì nói chung là có cái thư giải trình, nhưng mà đó là tùy theo cái điều kiện các bạn để mà gọi là cái tình huống của các bạn để mà giải trình nha. Rồi trường hợp mà các bạn có giữ visa mà từ cái visa gọi là Covid gì đó cả nhà, gọi là do trường hợp Covid gì đó mà các bạn chuyển thành visa, mình không biết cái trường hợp đó như thế nào, nhưng mà đại khái là gì liên quan tới Covid á, thì các bạn có thể giải trình để mà tùy trường sẽ xem xét cho mình đó cả nhà. Thì cái đó là một trong những cái nội dung của email mà bên trường gửi cho các agent, để các agent mà liệu cơm gấp mắm mà để là nhận cái hồ sơ của sinh viên. Tại vì bây giờ mà các agent mà cứ nhận hồ sơ, cứ tư vấn, cứ nhận hồ sơ của các bạn mà đi qua đây du lịch rồi chuyển thành visa 500 rồi cứ apply hoài, thì trường sẽ không có xem xét nữa, mà trường chỉ xem xét những cái trường hợp như là cô xin qua đây là du học là thật sự hay gọi là hay ở education từ bậc đại học trở lên đó. Rồi những cái trường mà các bạn sẽ chọn là những cái trường mà gọi là trường nằm trong level 1, level 2 gì đó, các bạn cứ chọn trong những cái danh sách đó. Còn những các bạn mà chọn những cái trường rủi ro quá, là những cái trường mà nó có nằm ở trong mà cái danh sách rủi ro của chính phủ á, thì càng không được. Cho nên là các bạn là thấy khó không, vừa khó tiếng Anh, vừa khó chọn trường, mà các bạn bây giờ là không thể đi đường vòng nữa, không thể chơi chiêu luôn á. Lúc đó thì lúc trước thì mọi người thấy trường hợp mà xin học nghề á, cái đi qua đây du lịch rồi xong rồi chuyển sang học nghề, để mà qua đây du lịch rồi chuyển sang học nghề rất là dễ, cho nên là các bạn đi đường vòng thoải mái. Bây giờ cái bài đó đã bị chính phủ biết rồi nha cả nhà. Còn cái trường hợp này thì mình không có nói với trường hợp các bạn mà qua đây làm working holiday nha, cái này mình chỉ nói là về cái visa du lịch mà qua đây rồi nộp on shore thôi. Còn cái working holiday á, thì các bạn qua đây làm rồi chuyển sang cái visa du học á, thì mình chưa có tin tức là hiện nay là không cấp visa cho trường hợp đó, là mình chưa có tin tức. Cho nên là nếu các bạn muốn chuyển sang du học thì các bạn cứ mạnh dạn apply nha. Thì mình không có recommend gì về cái trường hợp đó hết, tại vì nó chưa có báo động, nó chưa có biến á cả nhà. Cái nào có biến á, thì mình sẽ recommend cả nhà fan tạm thời thì đừng có chọn cái đường dòng mò qua đây du lịch rồi đợi visa 500, thì cái đó sẽ tốn tiền, tốn chi phí lắm cả nhà. Cho nên là đợi khi nào chính sách mà nó thay đổi rồi, cái trường hợp mà pass mấy cái visa mà gọi là đi đường vòng nhiều á, thì cả nhà hãy lúc đó hãy nộp lại. Còn bây giờ là fan mình cứ án binh bất động, và cái nhiệm vụ của mình nên làm là lúc này là phải học tiếng Anh. Nếu cả nhà xác định qua đây du học đằng nào cũng phải học tiếng Anh, thì trong thời gian này hãy trau dồi tiếng Anh đi. Mình học BTE hay là IELTS đó, mình có năng khiếu hay là có cái sở trường của cái IELTS hay là BTE thì mình cứ học. Còn nếu cả nhà muốn mà tư vấn về cái việc học Anh văn luôn á, lộ trình như thế nào á, thì có thể mà gửi qua cái tin nhắn qua Zalo của mình nha, thì mình sẽ tư vấn cho mọi người về cách học và đăng ký học như thế nào nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.
mình ra đi xuống dưới tầng đây, ở nhà đây, trường mình nè. Mình đi ra ngoài, giờ đi về thôi. Cái màu tím đẹp không cả nhà. Đây là cái công viên kế bên hông trường, rất là đẹp luôn á. Tối đi học về cứ thích đổ bộ chỗ này, đi ra chỗ xe buýt luôn, rất là đẹp lãng mạn cả nhà. Màu tím luôn á nha. Rất là đẹp luôn. Ở đây thì rất là dễ tiếp cận, là cái xe bus luôn, ở trước trường luôn cả nhà ơi. Đi xuống dưới lầu là bắt đầu là mình đi đường bộ ra ngoài, ra ngoài đường là xe bus về nhà mình luôn, cho nên là không cần phải đi xa. Ai tướng đi mà chút cho một thằng quỷ bạn mình vô cái tâm. Hồi nãy mình đi xuống thì cũng còn một vài đứa trên thư viện, nó còn cày, còn cày tới giờ này nó chưa về luôn. Thì thư viện Si Rì thì nó cho học tới 10 giờ đêm, còn thư viện ở Bác Phọt là thông bách cũ của mình đó, thông bách chính đó, lúc trước mình học đó, thì học tới bến luôn, cho học tới sáng luôn cả nhà. Còn ở Si Rì thì nó đóng cửa sớm hơn, có tới 10 giờ đêm, mà giờ mình ra ngoài thì cũng gần 9 giờ đêm cả nhà. Đó, đó là cái bus stop để mình đón cả nhà. Nè, trường mình nè cả nhà, đó thấy trường mình không. Giờ cái mấy cái tầng ở trên là còn mở đèn, là còn người đó cả nhà. Đó, giờ mình đi ra bus stop đón xe về thôi. Mình chẳng có cảm giác đói bụng gì hết giờ này cả nhà, tại vì đem đồ ăn đi theo ăn vặt quá trời, không có miếng đói bụng luôn. Đón sinh viên đem lại xe. Đây là cái hướng về nhà mình đây. Tôi biết là cái nhà nhân vật đó, cái xe buýt này mình đi chuyến sau. Chuyến sau tới vậy ta. Quay lại đợi nó rồi cả nhà ơi, nãy tí nó không phải